Trong đó các nhà tuyển nhóm giải một bộ đủ 5 triệu đồng, 2 bộ đủ 2 triệu đồng, 3 bộ đủ 1 triệu đồng, series 100 2 triệu đồng, series 80 1 triệu đồng, series 50 500 ngàn. Chúc các cầu thủ thi đấu thành công. Thank you.
trận thứ 11 mà hiệu viên Tiến Khang đội tuyển quân và đình sĩ Thành Trúc và bàn thi đấu số 1. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Tiếp tục lực lượng thứ 13, Mary Nhãn Sơn, Cô Đồ Nhãn Sơn, và Cảm Phúc, Vy La Vy, và Ngài Thị Đấu Sư Đế. Yeah.
quan để nhận cho cổ quốc lên tặng thưởng cho các hội viên mua vòng 16 và có 8 hội viên mỗi người 500.000 đồng tức là tinh thần các em thành công. Xin cảm ơn rất nhiều.
Thank you.
Thank you.
Tiếp tục được trận thứ 14 của hai đội viên Văn Việt cầu thủ chính và Tam để chuyển đi làm thi đấu số 3.
Thank you.